Xin chào các bạn và các em. Trong nội dung bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài ôn tập chương 7, tiết 1, nội dung ôn tập từ bài 25 đến bài 33 thuộc sách Khoa học Tự nhiên 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trước khi vào bài giảng ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận với các cái bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới Trung học cơ sở Trung học phổ thông lên thanh tìm kiếm trên trang YouTube, sau đó nhấn nút đăng ký ở góc bên phải màn hình. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn khoa học cơ bản khác nhau để chúng ta tham khảo. Bài ôn tập chương 7, một sơ đồ kiến thức. Người ta chia các cái giới nguyên sinh, giới khởi sinh, giới nấm và virus thành hai cái nhóm. Nhóm không có cấu tạo tế bào, đó là virus. Nhóm có cấu tạo tế bào ra chia thành hai nhóm nhỏ, đó là nhân sơ và nhân thực. Đối với tế bào nhân sơ, đơn bào thì đó là vi khuẩn thuộc giới khởi sinh. Còn nhân thực người ta chia thành hai loại, đó là đơn bào hoặc đa bào đơn giản, đó là giới nguyên sinh. Đơn bào hoặc là đa bào dạng sợi, đó là giới nấm. Đó là toàn bộ cái phần nội dung các cái loài sinh vật đã học từ bài 25 đến bài 33 thuộc chương 7. Chúng ta chuyển sang phần nội dung thứ hai bài tập. Thứ nhất là bài tập trắc nghiệm. Câu 1, đặc điểm chung của virus vi khuẩn nguyên sinh vật và nấm đơn bào là. Ở đây chúng ta thấy A là kích thước nhỏ, B là cơ thể có cấu tạo nhân sơ, C là cơ thể có cấu tạo đơn bào và D là có thành tế bào. Thế thì cả ba đáp án B, C, D là đều liên quan đến tế bào, trong khi virus thì không có cấu tạo tế bào. Đặc điểm chung của bốn loại ở đây đó là nó có kích thước nhỏ, vi khuẩn virus có kích thước nhỏ, nguyên sinh vật và nấm đơn bào tức là chỉ có một tế bào, kích thước của nó cũng rất nhỏ. Như vậy đáp án đúng ở đây là đáp án A, kích thước nhỏ. Câu 2, phát biểu nào dưới đây về vi khuẩn là không đúng? A, vi khuẩn có phần làm sạch môi trường. B, vi khuẩn có mặt ở mọi môi trường. C, tất cả vi khuẩn đều có hại cho con người. Và D là hầu hết tế bào vi khuẩn là có thành tế bào. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là đáp án C sẽ là đáp án không đúng. Bởi vì là có nhiều vi khuẩn cũng có lợi cho con người. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Câu 3, bệnh nào sau đây là do nấm gây ra? A, hắc lào. B, tiêu chảy. C, kết lỵ. Và D là sốt rét. Bệnh kết lỵ và sốt rét thì là do nguyên sinh vật gây ra, trùng kết lỵ và trùng sốt rét. Thế còn tiêu chảy thì do nhiều nguyên nhân. Ở đây chúng ta thấy là hắc lào chính là bệnh của nấm, do nấm gây ra. Đáp án A. Câu 4, vi khuẩn là các cơ thể có cấu tạo đa bào nhân sơ, đa bào nhân thực hay là đơn bào nhân sơ hay là đơn bào nhân thực. Chúng ta sẽ thấy trong cái phần tóm tắt chúng ta biết là vi khuẩn là đơn bào nhân sơ, như vậy là đáp án C. Câu 5, phát biểu là sau đây là đúng về virus. Virus là tế bào có kích thước vô cùng nhỏ. Virus có cấu tạo tế bào giống vi khuẩn. Vật chất di truyền của virus là ADN hoặc ARN. Vật chất di truyền của virus chỉ là ARN. Ở đáp án A và B đều là sai, bởi vì virus chưa có cấu tạo tế bào. Chưa có cấu tạo tế bào mà nó chỉ có lớp vỏ protein và vật chất di truyền là ADN hoặc là ARN. Chúng sinh sản khi mà nó chui vào trong các cái tế bào của vật chủ. Như vậy đáp án C là đáp án đúng. Đáp án D thì cũng thiếu.
Câu 6, hiện nay bệnh nào sau đây chưa thể phòng tránh bằng cách tiêm vaccine? Viêm gan B, bệnh S, đậu mùa, thủy đậu. Chúng ta thấy là viêm gan B, đậu mùa, thủy đậu đều có vaccine. Duy chỉ có bệnh S, hay còn gọi SIDA, là chưa có vaccine, là do virus HIV gây ra. Như vậy đáp án B là đáp án đúng. Câu 7, cơ quan giúp trùng roi di chuyển. Trùng roi di chuyển, ở đây nó có câu A là chân giả, B là roi, C là lông bơi, D là vây. Thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là đáp án B. Trùng roi thì di chuyển bằng roi. Chân giả là của trùng biến hình, còn lông bơi là của trùng dày. Như vậy thì đáp án B là đáp án đúng. Câu 8, vật chủ trung gian truyền bệnh sốt rét là loài động vật nào dưới đây? A là ruồi nhà, B là muỗi anopheles, C là rán nhà, D là nhặng xanh. Thì chúng ta đã biết rằng là muỗi anopheles là cái sinh vật, là động vật mà trung gian truyền bệnh sốt rét. Câu trả lời đáp án B. Câu 9, loài sinh vật nào dưới đây có khả năng tự dưỡng, tạo lục đơn bào, trùng kết lỵ, trùng sốt rét hay trùng dày? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tổng hợp lại kiến thức đã học. Thế nào là khả năng tự dưỡng của sinh vật? Đó là quá trình cơ thể tự tổng hợp các cái chất hữu cơ hay vô cơ cần thiết, đặc biệt là thực vật, điển hình. Thế còn dị dưỡng là nhóm sinh vật mà không tổng hợp ra các cái hợp chất đó mà phải sống ký sinh, hoặc là ký sinh toàn phần, hoặc là ký sinh một phần. Và điển hình đó là ngành nấm và vi khuẩn. Như vậy, đáp án đúng ở đây đó là đáp án A, tảo lục đơn bào. Vì tảo lục đơn bào cũng phải có khả năng quang hợp để tạo ra chất diệt lục, nó giống như thực vật. Thế còn lại các cái trùng sốt rét, trùng kết lỵ, trùng dày đều là sinh vật dị dưỡng, nó phải sống ký sinh. Ta chuyển sang phần 2 là bài tập tự luận. Câu 10, hãy tìm hiểu một số bệnh lớn ở Việt Nam. Năm gần đây, tác nhân gây ra dịch bệnh, liệt kê các con đường lây truyền một cách phòng tránh. Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ về đại dịch COVID-19. Tác nhân gây bệnh là virus SARS-CoV-2. Con đường lây bệnh là qua đường tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp, qua các cái vật dụng bề mặt bị nhiễm bệnh, hoặc là tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh qua các cái dịch tiết từ miệng và mũi. Cách phòng tránh. Để phòng tránh thì chúng ta thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, khoảng cách và khai báo y tế. Khẩu trang thì chúng ta phải đeo đúng nơi quy định, đặc biệt là khi mà chúng ta tập trung đông người. Khử khuẩn ở đây chúng ta phải vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Đặc biệt là chúng ta phải rửa tay bằng xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn. Không tụ tập đông người. Và chúng ta nếu phải tụ tập, chúng ta phải giữ khoảng cách khoảng tối thiểu là 2 mét. Khai báo y tế. Khi mà có các cái dấu hiệu hoặc là đi từ các vùng dịch thì chúng ta phải thực hiện khai báo y tế, bởi vì là bệnh nó lây lan trong cộng đồng rất là nhanh. Câu 11,
Có bạn bị mắc bệnh hắc lao với triệu chứng là những vết tròn nhỏ xuất hiện trên các vùng da kín, ẩm ướt như nách, bẹn. Bệnh do nấm gây ra và có thể lây cho người khác khi sử dụng chung quần áo, khăn tắm, v.v. với người bệnh. Theo em, những nguyên nhân nào có thể khiến bạn mắc bệnh và bạn cần làm gì để sớm khỏi bệnh và không bị tái phát nữa? Trả lời, các nguyên nhân có thể khiến chúng ta bị mắc hắc lao đó là vệ sinh cá nhân kém, như là các cái thói quen mặc quần áo ẩm ướt, ít tắm gội và vệ sinh khi mà cơ thể có nhiều mồ hôi. Đó là những cái thói quen tạo điều kiện cho vi khuẩn cũng như là nấm sinh sôi nảy nở, trong đó có nấm gây bệnh hắc lao. Vệ sinh môi trường xung quanh là kém, ví dụ như là xung quanh nhà, môi trường sống của chúng ta nó ẩm ướt, thiếu gió, mất vệ sinh, thiếu gió và thiếu ánh sáng, thì lúc đó thì cũng tạo điều kiện cho nấm phát triển. Mặc chung quần áo, sử dụng chung khăn tắm, đeo chung giày dép, vân vân, với những người mà bị nhiễm bệnh thì cũng sẽ tạo điều kiện để lây lan sang từ người này sang người khác. Tiếp xúc trực tiếp với da của người bệnh như là các hành động ôm hôn, bắt tay, vân vân, dẫn đến nguy cơ lây bệnh và có thể lây nhiễm từ động vật khi mà có vi khuẩn hoặc vi nấm gây bệnh. Để sớm khỏi bệnh và không bị tái phát thì chúng ta cần phải phát hiện và điều trị sớm bệnh hắc lao, bôi thuốc đặc trị để điều trị khỏi bệnh. Như vậy thầy và các em đã nghiên cứu xong cái nội dung tiết thứ nhất của bài ôn tập chương 7. Trong cái nội dung này thì chúng ta đã ôn tập về bốn loài sinh vật điển hình của giới nguyên sinh, giới nấm, virus và giới khởi sinh. Các bạn và các em nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông để cập nhật thêm những bài giảng mới. Đồng thời chúng ta tiếp cận với các cái bài giảng hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.